Lê Hoàn vừa mất Trư An, các con ruột thịt lại tàn sát nhau, cướp ngôi Long Đỉnh đứng đầu, tính tình bạo ngược giặc Tàu còn thua, hoàng dân vô độ có thừa, mắc ngay bệnh lão mã triều mỗi khi uống năm lắm nước suy vi, dân tỉnh đói khổ không gì cực hơn. Công Uẩn quê ở Từ Sơn là người trời dụng ân nhân suốt đời, điện tiền vừa gặp lúc gặp thời lên ngôi hoàng đế thay trời giúp dân. Hoa lữ đất hẹp bó chân, người liền trở đến La Thành dùng bay. Thăng Long thành mới đất này ngàn năm bền vững đến nay vẫn còn. Thái tổ trị vì nước non, dân giàu nước mạnh, con cháu lạc hồng, mở mang văn hóa cộng đồng, đắp đê chia ruộng nhà nông được mùa, xây thành đắp lũy ngăn ngừa của quân giặc đến bất ngờ chẳng lo. Toàn dân ai cũng tôn thờ gương lý Thái tổ, ước mơ muôn nhà, ra tay xây đắp sơn hà, 19 năm ấy thật là giảng danh.